Dung dịch vệ sinh phụ nữ dòng cao cấp Yubi Lady, sản phẩm có công dụng khử mùi hôi khó chịu, khử khuẩn, đem lại cảm giác mát lạnh dễ chịu, hương thơm quyến rũ tự tin cho phái đẹp. Sản phẩm dạng bột được chiết xuất từ các thành phần tinh túy từ tự nhiên như nha đam và các tinh dầu từ vỏ cam, trà xanh, hoa ải hương, hoa diên vĩ và nhiều loại tinh dầu thiên nhiên khác, cùng các vitamin E, C, axit amin, các vitamin nhóm B giúp cân bằng độ pH. Lấy một lượng sản phẩm thích hợp, khoảng từ 2 đến 3 nhấn cho vào lòng bàn tay và massage nhẹ nhàng, sử dụng trong vòng 20 đến 30 giây, sau đó rửa lại với nước sạch. Hương thơm từ thảo mộc thiên nhiên sẽ mang lại cho vùng da nhạy cảm sự mềm mại, tươi mát cùng cảm giác dễ chịu, tự tin hấp dẫn suốt cả ngày dài. Hãy khám phá sự kỳ diệu mà dung dịch vệ sinh phụ nữ cao cấp Yubi Lady mang lại cho làn da bạn. Hãy tải ngay app Yubi 365 để được mua, kích hoạt bảo hành sản phẩm và nhận thật nhiều ưu đãi hấp dẫn nữa nhé.